Nghẹn lòng hình ảnh người cha già đưa con gái bị trầm cảm sau sinh đến tiệm xăm. Nhìn hình ảnh trên cánh tay ấy mà ai cũng trực trào nước mắt. Nếu như đâu đó có một vài bạn vẫn còn định kiến với người xăm mình, thì hãy nhìn vào đây để thấy được rằng xăm không hề xấu, chỉ có người nào định kiến hoặc nhìn cuộc đời theo chiều hướng tiêu cực thì mới xấu mà thôi. Đây là hình ảnh người cha già với mái tóc đã bạc, làn da nhăn nheo, khuôn mặt khắc khổ, in hẳn dấu vết của thời gian, đang dẫn con gái mình đến tiệm xăm. Được biết, dòng chữ mà người cha ấy nhờ xăm lên cánh tay con gái mình là bệnh tâm thần kèm số điện thoại. Chị trước đây hoàn toàn bình thường, cũng trưởng thành rồi dựng vợ, gả chồng. Nhưng vì trầm cảm sau sinh mà biến chứng rồi thành ra lúc tỉnh, lúc mê, không được minh mẫn như người ta nữa. Chính vì vậy, chị đã đi lạc rất nhiều lần. Gia đình có để bảng tên và dán này làm nọ, nhưng chị đều không điều khiển được hành vi nên tháo mất, dẫn đến không ai biết chị ở đâu. Cũng may có hàng xóm thấy được nên dẫn về giúp. Nghe câu chuyện của chú, anh thợ xăm đã gửi tặng hai cha con và hoàn toàn không nhận phí cho hình xăm này. Anh cảm thấy cái nghề của mình thật ý nghĩa khi giúp ích được cho xã hội. Chúc anh thợ xăm cũng như hai cha con chú thật nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Toán TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức trong ngày.